Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến mới nhất từ cơn bão số 1 đến từ biên tập viên thời tiết Thu Hiền ạ. Xin mời chị Thu Hiền ạ. Dạ, vâng, xin cảm ơn chị. À, thưa quý vị khán giả, sáng nay thì tâm của bão số 1 đã đi vào đất liền phía nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, ma sát với đất liền cho nên là bão bị mất năng lượng cường độ suy yếu nhanh và khả năng đến chiều và tối nay thì bão sẽ suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới và sau đó thì sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Vì thế tác động của gió mạnh tới đất liền nước ta không còn nhiều nữa. Dự báo chỉ còn ở khu vực ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi mà gần bão nhất thì có thể có gió mạnh khoảng là cấp 6, cấp 7 từ giờ cho đến chiều nay. Lượng mưa do bão thì cũng giảm so với dự báo của ngày hôm qua, do là phần mây dày nhất của bão đã nằm trên ở phía trên của Trung Quốc rồi. Dự báo là nơi có mưa to nhất thì sẽ tập trung tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao bằng Bắc Cạn, Thái Nguyên hay là Bắc Giang với tổng lượng mưa từ nay cho đến tối mai sẽ là từ 100 cho đến 200 mm và cục bộ có nơi mưa trên 300 mm. Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng ở các khu đô thị, vùng trũng thấp, sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Do mưa to thì từ đêm nay đến thứ năm trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện lũ, đề phòng lũ lớn cục bộ ở các sông suối nhỏ của Cao bằng, Bắc Cạn Lạng Sơn hay là Quảng Ninh. Người dân tại đây nếu thấy lũ lên không đi qua ngầm tràn ngập nước, không vớt củi, đánh bắt cá khi lũ về. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi đến quý vị.